bà con có thể thấy được là nguyên liệu thì là nguyên liệu thô, hầu như là ngô hạt với tất cả những cái dòng mà thóc thì bà con có thể bỏ nguyên hạt luôn, không cần phải nghiền ra. Thì đấy là cái đặc điểm ưu việt của cái dòng mà S286. Đấy, bà con thấy tốc độ ra rất nhanh luôn. Dòng motor 3 pha 7,5 kg. Đây thì bà con có thể thấy là bản kỹ thuật đang pha trộn phần ngô với phần thóc. Đấy, bà con không cần phải nghiền ra nhé, với tốc độ ra như thế này thì bà con không cần phải nghiền ra, tốc độ rất nhanh. Rất đẹp luôn bà con, rất đẹp. Tốc độ ra như thế này thì bà con có thể phục vụ rất là tuyệt vời luôn cái dòng S286 này. Quá nhanh luôn. Thì bà con muốn theo dõi thì chúng tôi đang cộng 30 kg 8 thì quá đẹp. Đấy là video test thử của cái dòng S286 đời mới do Điện Máy Cường Linh cũng như cơ khí Thiên Thần phát triển. Thì cái dòng S286 này thì nó sẽ có những cái điểm nổi trội gì so với những cái dòng trên thị trường? Thì đấy là chính là cái trục các đăng ô tô của cái dòng S286. Và cái dòng S186 thì cũng đã khá phổ biến trên kênh video của Điện Máy Cường Linh rồi. Thì đối với cái dòng S286 này nó cải tiến lên thì nó vẫn sử dụng cái dòng trục các đăng này, nhưng mà nó là phiên bản phóng to của cái dòng S186. Thì những cái ưu điểm và cái lợi thế của cái dòng S286 mà chạy trục các đăng ô tô này, thì thứ nhất là bà con sử dụng thì nó sẽ vô cùng yên tâm và cũng như là không phải chú ý nhiều đến máy. Thì khi mà mua máy về thì bà con chỉ cần đổ nhớt vào hộp số thì có thể trực tiếp chạy được luôn. Thì sau đây Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con cái cấu tạo cụ thể của cái dòng máy ép cắm viên này luôn. Thì với cái phần phếu rất là to bản như thế này đây, thì nó sẽ bao gồm là cái chiều rộng khoảng độ tầm 60 phân và cái đường kính trong thì nó khoảng tầm độ 30 phân. Thì bà con sẽ đổ được vào đây phải từ 20 đến 30 cân cám thì bà con đổ vào đây được. Thì tốc độ ra thì khá là nhanh, thì trong video bà con cũng có thể thấy rồi. Thì mình có thể pha trộn ngô hạt và thóc hoặc là những cái dòng cá, cua,
nguyên liệu bà con chỉ cần pha trộn vào và đổ vào máy thì trực tiếp nó sẽ ép ra viên cho bà con luôn. Đấy, với cái dòng S286 này thì nó vẫn sử dụng cơ cấu bao quả lô, nhưng mà cái kích thước của quả lô thì nó đã rất lớn rồi. Và bà con những cái cơ cấu điều chỉnh để tăng giảm hay là ép quả lô thì nó vẫn giống cái dòng S186 thôi, thì bà con vẫn có bao con ốc màu đen như thế này đây. Thì mình sẽ vặn để ép bao quả lô xem sao cho nó đều trước khi bà con sử dụng máy. Và cũng như là thay thế mặt sàn thì nó vẫn là cơ cấu cũ, thì nó sử dụng 6 con ốc màu trắng như thế này đây để bà con thay thế cái mặt sàn. Đấy là để bà con sử dụng. Còn đối với cái dòng hộp số với dòng S286 này thì nó sẽ có kích thước rất là lớn luôn. Thì riêng cái phần bầu nhớt của nó thì rơi vào tầm độ 40 phân thì bà con có thể thấy được. Thì rất là to, vẫn có bố trí cho bà con một cái đồng hồ để bà con kiểm tra nhớt như thế này đây. Và bên này thì nó vẫn là cái chỗ xả nhớt, còn đây là chỗ bà con châm nhớt vào. Đấy, vẫn có cái lỗ thổi thở nhớt cho bà con để đảm bảo cái phần răng nó không bị thổi ra trong cái quá trình sử dụng. Đấy là những cái điểm đặc biệt do điện máy Cường Linh chế tạo và cũng như là tính toán cho bà con thôi. Đấy là cái phần hộp số của máy và những là và cái phần đầu ép. Còn những cái điểm đặc biệt vô cùng nổi trội so với những cái dòng máy ép 8 viên trên thị trường mà hiện tại là chưa có, thì đấy chính là cái cầu ô tô này. Đấy là rất nhiều những cái nghiên cứu cũng như là những cái bỏ thời gian ra để nghiên cứu cho bà con về những cái cầu ô tô này. Thì nó sẽ thứ nhất là có những cái phần lợi là bà con sử dụng nó sẽ êm ái hơn và công suất nó sẽ cao hơn so với cái dòng dây cu loa, và thứ hai là bà con sử dụng với cái phần cầu ô tô này cũng rất là bền đấy, mà bà con không phải thường xuyên chú ý đến cái phần dây cu loa đấy. Thì máy thì toàn bộ kết cấu đầy đấu đầu trực tiếp như thế này thì nó sẽ đảm bảo được, thứ nhất là cái máy nó sẽ gọn nhẹ hơn. Bà con sử dụng thì nó sẽ cắt được những cái phần bước để bà con sử dụng máy thì càng ngày nó càng tối giản hơn cho bà con. Còn về phần motor thì là phần motor thì motor 7,5 kW 10 HP công suất 10 ngựa và sử dụng điện là điện 380V, dòng điện 3 pha. Thì đấy, thì đối với cái dòng máy ép cám lớn như thế này thì sẽ phù hợp với bà con nào sử dụng để chăn nuôi công nghiệp. Đấy, motor là motor của Toàn Phát, bảo hành cho bà con 1 năm, đấy là chế độ vô cùng yên tâm. Đấy là bảo hành cho bà con 1 năm về cái motor 3 pha dây đồng này. Đấy, thì đối với cái dòng motor dây đồng này thì cũng ít khi gặp cái trường hợp cháy, thì bà con vô cùng yên tâm về chất lượng sử dụng. Đấy, còn trọng lượng của máy thì rơi khoảng tầm độ 250 kg. Thì bà con sử dụng thì di chuyển thì sẽ có 4 cái phần bánh xe ở dưới phần chân đế như thế này đây. Toàn bộ chân đế thì được hàn từ những cái thân thép V lớn như thế này, cực kỳ chắc chắn, thì bà con di chuyển nó cũng rất là dễ dàng. Đấy, còn lại thì bà con có nhu cầu mua cái dòng máy ép cắm viên S286 thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thịnh Thành, địa chỉ 36 Cổ Điển, xóm Bảng, Tứ Hiệp, Tân Trì, Hà Nội, hoặc liên hệ qua số điện thoại để dưới góc màn hình đây là 0962 133858 để được báo giá và tư vấn cụ thể cho bà con lấy những cái dòng máy nào nó hợp lý. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. Nhớ đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn. Đấy, máy S286 cám ra rất đẹp và cứng như thế này.